Cho nên em phải học triệu chứng học thôi nha. Trước tiên ta học về cái đau nha. Bà cụ nhiêu tuổi rồi? Cụ năm nay nhiêu tuổi? 65 tuổi nha. 68 tuổi. Đau thượng vị cũng nhiều tháng rồi, cũng vài tháng nay chụp cân. Đặc điểm của cơn đau của bà cụ là đau thượng vị nha, đau liên tục nha, đau ló ra sau lưng nha. Không có tư thế giống đau. Và đặc biệt là bệnh nhân ăn vô là nhân đau nhiều hơn. Đó là những cái đặc điểm của cái cơn đau của bệnh nhân này nha. Thì qua cái đặc điểm đấy chúng ta sẽ rút ra được cái chẩn đoán gì về mặt triệu chứng học đó nha. Thứ tiên chúng ta xem bệnh nhân này là đau thành ở đâu cả, đúng chưa? Đau thành ở đâu cả? Đau liên tục. Đau liên tục thì một là đau thành, thứ hai nữa là đau tạng, là đặc đặc, đúng không? Nếu nếu đau tạng rỗng thôi nha, sẽ đau cái quặng thắt ha. Nên được học này thì không nghĩ đến nhiều đến đau thành, cái đau thành bị phúc mạc. Trong được học bị phúc mạc thì không thể nào bệnh nhân đau dài 3 tháng được. Thứ hai nữa là khi cử động, khi ho thì bệnh nhân đau không có tăng lên nha. Trên lâm sàng bệnh nhân không có biểu hiện gì đến phúc mạc hết, cho nên không nghĩ đau thành. Thì bệnh nhân đau cái biến liên tục, đau liên tục này là đau tạng, đúng chưa? Đau tạng, cái tạng nào nằm ở thượng vị là có tạng nào, dạ. Tạng nào dài dài tùy tạng đặt đó chứ, hai tạng đặt tùy tùy gan 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 cái hai tùy thận. Qua nữa là hạch ở sau phúc mạc. Nếu đau nhưng đau lọt sang bên, đau lọt lọt sang bên có thể là gì? Có thể là đau thận, có thể tiểu đường thận, hay có thể là lách, có thể là gan, đúng chưa? Thì bắt đau ngay chính giữa, giữa bụng có thượng vị mà đau liên tục nha. Đau lan sau lưng thì ta nghĩ nhiều đến đau đau của cái hạch sau phúc mạc hoặc là của tụy, không phải không? Ta tích kỹ như thế nha. Rồi thứ hai nữa là bác này là đau khi ăn, đau sau khi ăn, ăn mà nhân đau nhưng không có bằng chứng của cái tắc ống tiêu hóa, nên là sau khi ăn thì không có đau bụng quặn, sau khi ăn không có đau bụng quặn, không có nôn ói nha. Thì không phải là cái đau này sau ăn, không phải là cái đau sau ăn này là do bế tắc ống tiêu hóa. Để bế tắc ống tiêu hóa cũng có cái đau sao ạ, đúng chưa? Mà cụ thể là tắc ở thái tràng hay hay môn vị thì bệnh nhân cũng có đau sao ạ. Trường hợp này là đau sao ăn mà không có đau quặn, không có nôn ói nha. Vì cái đau mà không có bế tắc ống tiêu hóa mà nó liên quan đến bữa ăn tùy thì do những nguyên nhân nào ai biết? Tùy là cái đường mật, tùy mật cho tùy. Tại vì sao? Tại vì ăn sau khi ăn thì nó sẽ kích thích cái dịch tụy nó tiết ra, đúng chưa? Mà cái tổn thương tụy, u tụy hầu hết 90% là u tế bào u tuyến nó xuất phát từ ống tuyến, từ ống tuyến thì nó luôn luôn nó làm bế tắc của cái ống tụy, đúng chưa? Vì thế cho nên là sau khi ăn thì nó sẽ đau nhiều hơn, là do cái tụy nó tăng mật độ, nó tăng chi tiết, làm tăng áp lực ống tụy, làm cho bệnh nhân đau ha. Rồi một cái dạng đau thứ hai liên quan đến bữa ăn nữa là thiếu máu ruột, đúng chưa? Hội chứng thiếu máu của ruột, ruột non nó bị thiếu máu. Nếu ở trạng thái nghỉ thì bệnh nhân sẽ không có đau, nhưng mà sau khi ăn thì cái hoạt động chức năng của ruột nó sẽ tăng lên, nhu cầu về dưỡng chất, nhu cầu về oxy nó sẽ tăng lên và nó sẽ bị thiếu oxy, thiếu dưỡng chất sau khi ăn. Cho nên là thiếu máu ruột, hội chứng thiếu máu ruột, hay cụ thể là hội chứng thiếu máu mặt treo tầng trên mãn tính ấy, nha. Thì cũng có làm cho bệnh nhân đau đau sợ ăn, không được chưa? Nhưng mà cái đau cái đó là cái gì? Là đau quặn, đau do thiếu máu ruột và đau quặn ha. Nó tóm lại là sao, có ba cái bệnh lý của cái đau đau sợ ăn. Thứ nhất là nếu là đau quặn thì liên quan đến co thắt của ống tiêu hóa, đúng chưa? Mà co thắt này có hai nguyên nhân, có hai cơ chế. Một là co thắt do nó bị thiếu máu, nó co thắt. Thứ hai nữa là do bế tắc để tăng co thắt ha. Còn nguyên nhân thứ ba là đau do cái tạng đặc nó tăng hoạt động chức năng, nó làm tắc cái ống dẫn của tạng đặc đấy, mà cụ thể là của tụy ha. Cho nên từ đây về sau các bạn khai thác bệnh sử của bạn, bệnh nhân khai chúng ta là đau tăng lên sau ăn nha. Và thứ nhất là có chuyện cái bế tắc ở đâu, ở môn vị ha, tất cả. Thứ hai có thiếu máu ruột không? Trong hai trường hợp này là đau quặn, đúng rồi chưa? Một nguyên nhân thứ ba nữa cũng liên quan đến cái đau quặn sau ăn, đó là đau quặn mật, mà cũng là đau quặn
nha. Còn đau, còn đau sau khi đau, sau khi ăn là đau liên tục, mà thường thường là do tụy, thường thường là do tụy tổn thương, nó làm bít cái ống tụy. Bệnh nhân sau khi ăn đau ha. Rồi tắt đi. Rồi còn một cái nguyên nhân nữa là đau sau ăn nữa là loét, loét ở tá tràng, tá tràng nha. Loét tá tràng cũng làm cho bệnh nhân đau nha, cũng làm cho bệnh nhân đau sau ăn. Có đặc điểm khác nhau giữa cái đau sau ăn giữa loét dạ dày và loét tá tràng. Loét dạ dày thì bệnh nhân đau ngay sau khi ăn vô là bệnh nhân đau liền. Nha, còn loét tá tràng mà khoảng 2-3 giờ sau bệnh nhân mới đau, 2-3 giờ sau bệnh nhân mới đau nha. Rồi nó tóm lại, nãy giờ chúng ta ôn nhắc lại là thứ nhất là đau sau ăn, đi qua đến bữa ăn. Thứ nhất có gì? Có viêm loét dạ dày tá tràng. Thứ hai nữa là có cơn đau bằng mật. Nha, là hai bệnh lý này thường gặp nhất. Đúng chưa? Rồi thứ ba nữa là có bế tắc của ống tiêu hóa. Nha, ví dụ như là hẹp hương vị hay tắc ở tá tràng. Hay tắc ruột. Nha, tắc ruột thì cũng làm cho bệnh nhân đau quặn sau ăn. Và có thiếu máu của ống tiêu hóa, thiếu máu ruột non, là hội chứng mặt treo đằng trên, hội chứng thiếu máu mặt treo đằng trên mãn tính. Cuối cùng là đau của có thằng đặc là tụy, thường là u tụy, thường là u ở đầu tụy nha. Nhớ chưa, một là viêm loét dạ dày tá tràng, hai là cơ đau bằng mật, ba nữa là bế tắc ống tiêu hóa, hẹp môn vị, tắc tá tràng, tắc ruột non, mãn tắc ruột non. Rồi thứ tư đó là hội chứng thiếu máu mặt treo đằng trên, và thứ năm nữa là mặt tụy. Ha, ta cho tụy thường u ở cái bế tắc ở ống tụy ở đầu tụy, nó tắc